Hello, Tấn Quốc xin thân ái mến chào toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay có niềm vui nên lên báo cáo với toàn thể các cô chú, anh chị em, những người yêu thương và luôn luôn quan tâm tới Tấn Quốc từ trên những mẫu chuyện tiêu lâm cũng như ngoài đời thật của Tấn Quốc. Thì có chuyện vui Tấn Quốc cũng lên là chia sẻ với quý vị, cũng như có những cái rắc rối hay là những cái buồn phiền gì trong cuộc sống á, em cũng hay lên trên cái kênh YouTube Cúc Channel này em chia sẻ với quý vị. Em xem đây là một cái kênh về gia đình của Tấm Cúc. Tấm Cúc xem người nào cũng như người thân của mình, nên có gì cũng chia sẻ. Thì hôm nay trước mặt Tấm Cúc là một cái thùng quà cũng khá là to. Thì Tấm Cúc vừa nhận về của một nửa yêu thương từ Mỹ gửi về cho Tấm Cúc, nên là Tấm Cúc muốn chia sẻ, tại vì nó cũng trùng với cái những cái ngày mà Tấm Cúc vừa sửa nhà xong, vừa làm cái khuôn bếp rồi xong. Tấm Cúc cảm thấy trong lòng mình phơi phới, vui dữ lắm. Và tiếp tục thì được nhận cái thùng quà này nên là mừng quá, vui quá, muốn chia sẻ với quý vị. Và em cũng muốn mở bên trong cái thùng quà này coi như thế nào cũng rất là hồi hộp, nên vừa mở vừa chia sẻ với quý vị, cũng như là mình xem coi vận chuyển từ bên Mỹ về tới Việt Nam đó quý vị, thì nó có bị giống như bên trong nó còn nguyên, hay nó có trục trặc, hay là nó có bị giống như là có đổ bể gì hay là cái gì đó. Nói chung là cái em cũng muốn mở cái thùng từ đầu, là mới toanh luôn, người ta mới giao cho em bên bưu điện vừa giao nè. Thì em vô đây em làm clip, em mở cái thùng ra cho quý vị coi xem trong đấy gì nha. Thùng này cũng khá là nặng đó quý vị, Tấm cũng thấy tới 19 kg lận đó, không biết có gì trong đây. Bây giờ xin mời quý vị cùng với Tấm Cúc mở cái thùng quà nha quý vị. Lấy cái cây mà cái đường gòn của mấy ông thợ nè, còn đây nè. Em mở ra. Em cắt ra. Tại vì em thấy ở trong cái thông tin á, chỗ công ty gửi hàng từ bên Mỹ về quý vị, người ta có để là người ta sẽ chịu trách nhiệm khi mà mình có quay video mở thùng hàng, mà nếu bên trong có cái gì á thì người ta sẽ bồi thường hay người ta chịu trách nhiệm. Cho nên là Cúc làm clip này Cúc cũng muốn để thấy luôn, nếu mà bên trong nó nguyên vẹn thì có nghĩa là người ta vận chuyển rất là an toàn, rất là tốt. Còn nếu có trục trặc gì thì mình cũng nói cho người ta biết, để người ta nói lại với nhân viên kỹ hơn á. Thì đây là cái thùng quà, thùng hàng mới toanh luôn. Em muốn mở ra cho quý vị coi. Hôm nay làm nhà toàn là bóc tem cái. Mắc cười lắm quý vị. Em nói người ta sang trọng giàu có, người ta bóc tem xe hơi, bóc tem thứ dữ không à, điện thoại xịn được không à. Còn Tấm Cúc á, bóc tem gì không, bóc tem cái cửa của toilet. Mấy ông gắn cửa mà ông không có mở cái tem, để em phải bóc tem. Rồi bồn rửa chén cũng phải tự bóc tem, em mắc cười quá. Em làm mà em vui lắm, nhưng mà em mắc cười, em nói trời, mình bóc tem thứ dữ không, bồn cầu với rửa chén. Bữa nay mới được bóc tem cái thùng này, coi cái gì trong thùng đây. Hồi hộp quá cái gì vậy? Ồ. Bữa nay khoe với toàn thể quý vị kìa. Làm nhà về xong có quà tới luôn, mừng quá. Đó, bây giờ đã mở thùng rồi, bây giờ Tấm Cúc sẽ lấy từng món ra cho quý vị coi bên trong thùng như thế nào ha, để quý vị mừng với Tấm Cúc ha. Vui với em, coi như là mình ăn mừng cái dàn tủ bếp vừa hoàn thành nha quý vị. Trời ơi. Đầu tiên là cái gì đây ta? Ba chai này gì, để em lấy từ từ ra coi cái này. Rồi em hiểu rồi. Cái này là xịt mũi, giống như là mình bị cảm hay là mình bị ngạt mũi gì đó. Chắc hôm nay làm nhà thấy Tấm Cúc hít bụi nhiều. Hít bụi làm nhà cắt gạch rồi đó, cho nên gửi chai xịt mũi để cho nó làm sạch mũi mình, sạch thông não, thông cổ họng rồi đó. Ok. Đây, đó là xịt mũi. Rồi gì nặng đây. Cái này hạt dẻ. Ý, hạt dẻ này ăn chắc ăn cho bồi dưỡng, làm nhà để thôi không chạy đi mua đồ ăn được, đói bụng.
mà gửi tới khi người ta làm nhà xong mới về tới đây. Ồ, cái này cái hột hột cái này cũng hạt dẻ mà dẻ là cái này ngon lắm nè. Đó. Rồi cái này là ba chai này, ba chai cái này gì ta? Cái này để cho chữ ba chai này chắc nhỏ mắt quá. Hồi nãy mũi vậy nè chắc nhỏ mắt quá. Chữ có Mỹ không mẹ? Em cũng không đọc được. Rồi cái này gì đây? Rồi sô cô la. Sô cô la. Đồ ăn không vậy ta? Tới hồi cái khúc dưới thì có gì cho giữ giữ coi. À trái này trái gì ngon quá vậy nè. Chưa ăn nữa mà nó thấy ngon rồi, tại vỏ là trái trái lụ với trái Việt Quất hay gì á. Chắc cái này làm trái khô quá, giống như nho khô quá. Rồi cái này làm đồ khô lại quá. Để lấy hết cái phần bánh kẹo ăn cái hả? Cái này cũng ơi, cái này nứt rồi, cái này bung bay. Có một cái này bung bọc nha quý vị. Cái này gì đây? Sô cô la. Trời ơi, bung bọc là muốn chảy rồi. Có một cái bung bọc nha thưa quý vị. Đây, cái nào bung bọc để riêng để mình biết, để mình coi cho nó có gì không cái đã. Em để riêng. Rồi. Cái này là cái gì đây ta? À, cái này chắc cũng thích ăn nữa nè, cũng đồ ăn nữa nè, ăn này chắc ú nu luôn. Đồ ăn quá trời đồ ăn rồi. Cái này khô. À khô 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 bò hay là khô nai gì nữa quý vị? Đó. Đây nữa, đây là cái này khô khô bò, cái này à cho tấm phúc nghe hiểu rồi. Có hình con bò à, có hình con bò hay là khô bò. Cái này khô bò mà ướp bằng tiêu, tiêu xanh đó cho nên màu xanh, con này ướp bằng ớt cho nên là ớt đỏ. Rồi vậy đó. Rồi cái này nữa. Cái này là trời ơi còn nhiều. Ôi trời ơi chết tôi rồi, còn nhiều lắm quý vị ơi. Trời ơi sao bung chân vậy nè. Cái này là bung là kem đánh răng quý vị ơi. Kem đánh răng. Mà sao mà nó lại bung cái xúc này, chắc là người ta người ta kiểm tra gì á, bung sẵn này nha quý vị. Tấm Cúc mới móc ra là bung rồi nha, chứ ha, chứ mình không có bung này, chắc có thể là ở chỗ ấy người ta kiểm tra thôi. Kiểm tra kem đánh răng. Kem đánh răng cũng nhạy cảm nên kiểm tra. Rồi cái này là bốn cái kem đánh răng, người ta mở ra người ta kiểm tra. Rồi à cái này là nước hoa. Wow, nước hoa lan cơm cái gì ơi. Đây nước hoa lan cơm. Đó nước hoa, trời ơi đã quá. Mở ra coi nước hoa bên trong cái coi, cho mở ra coi cái dao đâu rồi, cái ấy rồi, cái ấy rồi, khoan cái đồ cắt mới thị đâu. Mở coi chai lan cơm như thế nào bên trong cái coi. Sao mà lu bu quá vậy nè, để tùm lum cho người em bỏ đâu em biết nữa. Cái đồ mới cắt mới để xuống mà ta, làm lâu quá. Thôi để coi hết trơn đi, cái bắt đầu hả quay lại mở cái hộp lăn cơm này nghe quý vị. À, rồi bây giờ em coi cái này gì đây. Đây một hộp, một thùng ba hộp. Thùng ba hộp cái gì bên trong nữa đây, phải mở ra mới biết được. Mà cái dao em mới để đây đâu trời. Kìa. Đây 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 có rồi, để em cắt ra quý vị coi nha. Thôi bây giờ trước tiên mình cắt cái lan cơm này đi cho nó cái gì cho nó sống nấy đi hả, tới cái bộ này còn một đống trong thùng nữa nè. Quá trí vậy. Vui quá quý vị ơi. Đây một bộ lan cơm khui ra. À ba chai. Đây là một bộ lan cơm dầu nước hoa lan cơm. Đã quá. Tuyệt vời. Cưng quá, thích quá. Một bộ nước hoa. Các chị em gái chắc mê mấy cái này lắm rồi. Giờ tới cái trong cái thùng này nha quý vị, em khui trong cái hộp này ra coi như thế nào nha. Em có cái dao thái nhỏ cũng bén lắm mà mấy ông thợ làm nhà xong mấy ông cắt này cắt kia xong rồi cái dao đó nó cũng biến nó mất tiêu hết đường kiếm gặp rồi. Làm nhà cửa xong rồi nó lu bu mình hết biết đường, dọn dẹp hoài chưa xong quý vị.
tùm lum chảo hết trơn cho nên em phải đứng ở đây em khui thùng à trời ơi, dầu gió xanh à, hai lớp dầu gió xanh luôn quý vị ơi. Rồi đây đây đây, dầu gió xanh, dầu gió xanh cái này em thích lắm nè. Trời ơi, nói tới dầu gió xanh anh mới nhớ bữa hổm em nói mấy ông thợ làm kỹ kỹ cho em đi. Rồi nữa ở bên Mỹ gửi dầu gió xanh về á, rồi em tặng mấy ông thợ, mỗi ông trai mà mấy ông làm ẩu, mấy ông làm banh hết trơn. Chứ này em nghĩ tặng luôn, em thắt hứa luôn, thắt hứa với mấy ông luôn, làm em vừa tốn công vừa tốn tiền mà em còn bực nữa. Em phải kêu thợ khác lại làm tốn em biết bao nhiêu tiền, nói bực luôn, dặn luôn, không tặng luôn cho ăn giật luôn. Rồi bây giờ hai lớp dầu giá xanh để đây ha, bộ lăn cơm. Rồi bây giờ tới cái này gì nữa đây, à nho quý vị ơi, nho, trời ơi nho, nho khô quá ngon lắm, em có ăn này rồi ngon lắm. Rồi tiếp tục mới coi, trời ơi, à cái này gì đây, dầu so bóp, dầu bengay so bóp. Chắc nói bà Tám bà làm nhà nhất mình đó, cho nên gửi bengay so bóp. À đây salon bát salon bát dán mình. Rồi cái hộp này sao bung nữa đây, à bung chắc kiểm tra nhưng mà vẫn còn hai cái nha, hồi kỳ nào đó gửi về đó bung ra mà còn có một cái, cái này cần vẫn đủ, à bên đây vẫn đủ, chắc người ta mở ra người ta kiểm hàng á, nó bung tùm lum nhưng mà và còn đủ. À, đây nữa, ở đây cũng hai cái nữa mà hai cái này nó ủa sao hai bịch này nó bự hơn cả, chắc khác khác hiệu một chút, thì cũng giống nhưng mà hộp lớn hộp nhỏ. Rồi cái này, à cái này là lăn nắp cho nó thơm, làm nhà nó đổ mồ hôi quá, đứng gần nó hôi nên hay gửi lăn. Trời ơi cảm ơn rất là nhiều, lo từ chút kia đó trời. À đây nữa nè, đây cũng là lăn nữa nè, à cái này rất là thơm luôn đó nha quý vị, lăn là nè, em có xài rồi thơm dữ lắm luôn. Ôi còn hơn là xài nước hoa nữa, đứng gần lên đi đó. Rồi kem, ôi ôi Olay, đây trời Olay từ Mỹ gửi về cho bà Tám luôn nè, hộp này nó bị sẹp rồi nhưng mà cũng được đó. Olay này sức ngon nè, trời Olay từ Mỹ gửi về sức cái mặt đã lắm nè. Bữa nay lần này lại cái hai hộp em coi đây là quý vị, à Olay ngon lành ngon lành, còn nữa chưa hết đâu. Đây cái này là mua chỗ may xì chắc chắn luôn nè, có hiệu của may xì nè nè quý vị, bà con ở Mỹ cho biết là cái này có may xì, để em mở bên trong coi cái gì nha. Để hẹn cái tay đây tí quá trời. Ây da, đừng ghét nha. À phấn, wow trời ơi, phấn phấn mát, trụ phấn này xài im cái da mặt lắm nè quý vị. Tấm Cúc đang xài nè, vừa hết có cái mới hên quá này hai hộp luôn phấn mát. Rồi cái này là kem nền cũng mát luôn, phấn mát kem nền luôn. Trời ơi, mấy loại này thì xài im lắm nè mấy chị phụ nữ mấy em gái, à xài thử loại này, cái này tuyệt vời, xài im cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi còn nữa, trời ơi chưa hết đâu, cái này gì đây, cái này chắc em nghĩ chắc nước hoa quá, em mở thêm phát nữa nghe cái gì, em mở cái nữa đây. Cái này lấy cây kéo đi, ồ nước hoa, em biết ngay nước hoa lắm mà, nước hoa cua chì á, cua chì á, hồi nãy lăn cơm mà về tới cua chì, trời ơi phê quá, mê quá yêu quá trời, á à, đã quá cua chì quý vị ơi nè. Ôi cái này thơm dữ lắm luôn, trời ơi tí nữa mở ra coi đây, nước hoa đã quá. Đây nữa, đừng nói nước hoa nữa nghe đã quá dạ, mở nữa nha, em này em đang mở nha, mở cái mới không là nghe, mở cho chỗ công ty gửi luôn đặng thấy luôn nha, chứ vừa khoe với quý vị vừa à vừa ăn mừng làm nhà mới rồi có quà liền, đó là một sự may mắn quá. Cái này quà nước hoa nữa quý vị ơi, nước hoa nữa, nước hoa nữa, nước hoa này nước hoa cho nam, cái này nước hoa nam, nước hoa trời ơi. À,
Đã quá. Đây nữa, gì đây? Trời ơi, sai lông bát. Trời ơi, sai lông bát. Ôi ôi, sai lông bát cái gì vậy? Sai lông bát là nó bự ra nè. Trời ơi, đã quá. À, cũng bị mở ra nha, nhưng mà mở cái này chắc mà mở là kiểm hàng quá nè. Mình thấy mở nè, hay là gửi về. Ôi, sai lông bát. Trời ơi, sai lông bát này dán đã lắm. Quá trời luôn. Miếng gì nè quý vị, miếng bự gì nè, cái mình dán vô. Phê phê. Đã quá. Này dán vô cái lưng nè. Ôi, sai lông bát dầu gió. Cái này gì nữa đây? Wow, ô lay. Ô lay gì bự quá vậy? Ô lay. Ô lay. Ô lay gì thơm quá vậy? Cái gì thơm quá vậy? À, chắc xà bông tắm. Xà bông tắm thơm quá à. Bây giờ em để cái thùng này xuống đi. Cho em để cái thùng này xuống đi ha. Rồi cái bắt đầu em mở ra từ từ cho quý vị coi lại lần nữa nha. Để coi trong cái chai nước hoa này nó như thế nào. Mở cái nữa coi. Để em mở ra em lan cơm này kia. Khoan khoan. Cho em dẹp cái gỗ trái cây này qua bên đây cái đã. À. Rồi. Em mở cái thùng này ra coi nha. Cái này khoái quá rồi đó nha. Rồi. À, bóc tem, bóc tem. Thích quá bóc tem, sáng táo lên bóc tem. Trời ơi, bác cười kìa. À, xà bông ô lay. Ôi, thơm lắm quý vị ơi. Thơm lắm luôn. Đã lắm luôn. Để em qua cho quý vị coi nha. Thơm lắm luôn, nè. Ô lay, ô lay. Cực kỳ ngon lành. Ô lay. Nhiều cục dữ lắm luôn. Xài đã luôn, em thích vậy đó quý vị. Em trước giờ trong nhà tắm em lúc nào cũng có xà bông cục là vậy. Mình bước cho nó thơm lắm. Ôi thơm quá vậy. Ôi thơm hết biết thơm luôn rồi. Thích quá. Thích quá đi. Xà lông bát. Hai cái xà lông bát. Ô lay. Hai hộp ô lay luôn. Rồi cái gì cũng hai chân nè nha. À, phấn mát để xài lên mặt hai hộp. Rồi phấn mát là phấn nền hai chai. Rồi để em bỏ này qua đây cái. À, dầu gió xanh. Dầu gió xanh hai lố. Và dầu gió xanh gì nè quý vị, em mở trong luôn coi. Này. Đó, ở trong rất là nhiều chai nè, một lố vậy lại trong tới 12 chai luôn nè quý vị. Hồi đó gửi em ở bên nước ngoài bên Mỹ, anh em nào gửi cho em á cái nguyên lố đó, em hay cho những người thân quen, những người già cả mà người ta nhất mình nhất bảy đó. Em hay cho lắm, ví dụ như giờ ông đổ rác ông đi ngang đi, em thấy tội nghiệp ổng trời nắng trời độ em cũng chạy vô em lấy một chai cho nè. Rồi bà con ai có xanh em bé nhỏ đó em cũng cho nên cho hết trơn, khi cho hết mình phải chạy đi mua khác mình xài. Chiếc này chắc thấy bà Tám nó cho quá nên gửi về tới hai lố luôn. Nè nó gì nè quý vị. Gì nè. Đó. À, dầu Mỹ sức tim. Thích quá. Tới hai lố luôn, hai lố thì nó tới 24 chai. Trời ơi, xài đã đời luôn không nổi ơi. Bữa nay mừng quá cười giọng kỳ cục bà Tám ơi. Đây cái chai nước hoa này. À, cưng quá chai cu chì, để em bóc tem chai cu chì này luôn. Gửi ra coi đây, có dán cái hiệu của Macy nè quý vị. Chắc là mua cái này của Macy này có dán hiệu của Macy luôn. Cu chì. Đã quá. Bóc tem luôn xem như thế nào, bên trong như thế nào. Wow. Đây là chai Gucci. Đã chưa, đã chưa. Trời ơi kinh quá. Phải mở hàng liền miếng.
phải mở hàng liền miếng. Thơm ơi là thơm. Thơm quá. Trời ơi đã quá. Đó, rồi bây giờ cu xì xong nữa nè. Rồi bây giờ tới lăn cơm. Cái này thì của Nam. Nước hoa này của Nam. Lan cơm, trời ơi, nguyên một bộ lan cơm. Ai ơi. Ai ơi, nguyên một bộ lan cơm. Trời ơi, thơm quá trời vậy. Ai da, đã quá. Trời ơi. À, cảm ơn rất là nhiều, nãy giờ em mở ra cho quý vị coi. Và em đặc biệt cảm ơn một nửa yêu thương đã gửi về cho em. Trời ơi, không biết phải dùng lời lẽ nào. Và cái cảm giác được cưng, được quý trọng á, mới gửi như vậy. Chứ quý vị thấy mà, mình muốn mua một cái món đồ nào dù nhỏ lớn thì mình gửi cho ai đó, thì mình phải trân quý người đó lắm thì mình mới có thể đi mua đồ được. Chứ ai cũng bận biểu công chuyện hết á, mà mua cho em quá trời nhiều gì nè. Đó là một sự yêu thương em rất là nhiều mới làm được điều này. Cho nên em thành thật rất là quý luôn. Cái kem đánh răng thì em thấy có một cái một lốc một duy nhất nha. Có một lố kem đánh răng có 4 tiếp à. Mà 2 tiếp mở nè, nhưng mà em nghĩ người ta mở người ta coi hay gì đó, chỉ có một lố kem đánh răng thôi. Thì em mở nãy giờ đó. Kiểm tra lại thì đó, 6 bịch đồ ăn với 2 bịch khô bò với một hộp nho khô. 2, 4, 6, 7 bịch trái cây, 4 hộp kem đánh răng, 1 hộp lăn mắt, 2 hộp lăn mắt, 1 hộp màu này với 1 hộp màu này. Đó, lăn cho đã đi. Còn cái salon bát để mà dán nhất lưng nhất mình thì 3 hộp, 2 hộp vừa vừa với 1 hộp lớn. Rồi bengay, 1 hộp bengay. Rồi cái này là cái xịt mũi thì 3 chai xịt thông mũi, 3 chai nhỏ mắt trong cái tiếp này, trong đây là để 3 chai nè, 3 chai. Rồi Olay nãy kia gọi ra ok, chỉ có một bịch này là nó bị bể thôi, bịch này là nó sô-cô-la nó bị bể ra thôi, chắc là nó ấy tới đây luôn nó bể. Rồi vậy là xong rồi đó, là em vừa mở thùng quà từ Mỹ gửi về cho Tấm Cúc. Cũng kịp lúc Tấm Cúc vừa làm nhà xong, mình cảm thấy mình vui vẻ, yêu đời, lạc quan. Trời ơi sao bông cục quá trời nhiều. Người này em yêu thương em hay cho lại lắm. Không biết hôm nay có ai em yêu thương nhiều không ta. Trời ơi đã quá. Trời ơi thơm quá trời thơm, mà mở cái thùng quà này ra dù có đồ ăn nhưng mà người ta đóng hết rồi, nhưng mà mấy cái này nó ra cái mùi thơm lắm, tại vì có nhiều nước hoa. Nước hoa nè, rồi xà bông cục thơm, rồi mỹ phẩm xài rồi đó, cho nên mình thơm quá quý vị. Thơm lắm. Vừa có đồ ăn, vừa có đồ xài, vừa có đồ tắm nè. Rồi dầu gió, đồ sức trội, hai lố này em quý lắm quý vị ơi. Hai lố dầu nè, em phái dầu gió xanh từ Mỹ gửi về lắm. Rồi, quá trời im luôn. Rồi, cu xì luôn. Đó, quá trời mỹ phẩm luôn nè. Rồi xong, em vừa mở cái thùng quà cho quý vị coi rồi đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, nãy giờ đã ngồi xem Tấm Cúc mở thùng quà hôm nay. Trước cái tủ nhà bếp em vừa làm xong luôn. Đó là một công hai ba việc, em rất là vui mừng. Và gửi lời cảm ơn đến một nửa yêu thương bên một nửa vòng trái đất đã gửi về những cái món quà tinh thần cho Tấm Cúc. Em rất là trân quý. Dù mình chưa có gặp mặt nhau nhưng mà được sự quan tâm từ xa như vậy, đó là một cái điều hạnh phúc thật sự trong lòng Tấm Cúc. Cảm ơn anh rất là nhiều, và cảm ơn quý vị nãy giờ đã ngồi xem Tấm Cúc mở cái thùng quà từ Mỹ gửi về cho Tấm Cúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Em Kể Chuyện nha. Anh này đọc quà giống như gia đình em khoe với mọi người. Chào tạm biệt, chúc sức khỏe các cô chú anh chị em và các bạn. Bye bye.